vẫn như cái cheat cũ, đó là anh em bỏ GK lên trên nhẹ nhàng thôi đó. Anh em bỏ GK lên trên là nó sẽ không bao giờ ra GK. Bờ ra zin rồi, rồi rồi. Ui! Rodrigo! Oh, một... Đây 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 đây, yes sir, yes sir, yes qua về rồi, dạo này qua về nhanh đấy nhỉ. Là vì tốc độ đấy chứ. Rồi, tao biết những gói đầu tiên đi, cộng 5. Cần huy tiên tri không? Có huy tiên tri có bao giờ trúng đúng đâu mà tự cần. Đó. Mở một thẻ trên 2.000 tỷ 200k. Thế bây giờ mở. Nope. Bây giờ nhá, bây giờ từ từ. Mình bây giờ là thịt. Đây, mở một thẻ trên 2.000 tỷ trên 200k. Vậy bây giờ mình mở trên 500 tỷ mình có được 50k không? Bảo bảo chết luôn, thật bảo đấy, bảo nó chết. Rồi. Và tiếp theo sẽ là gói anh cần mở ra gì? Mở những cái gói gọi là cộng 1 hay cộng 5 trước, cộng 8 để mở chung một lần thôi. Ê, có này dễ ra lửa lắm ấy, có này nó dễ ra lửa anh em ạ. Ui. Ui. LW. Ronaldinho rồi. Ronaldinho. Quá quen với Ronaldinho rồi. Trời ơi, quá áp dụng hiệu cộng dồn không à. Một thẻ thôi, có một thẻ thôi. Rồi. 96. Các bắt tu bắt. Có này dễ gọi là không ra lửa đó, thật sự có này, có này nó dễ gọi là dễ ra pháo hoa lắm, mình nghĩ phát này ra pháo hoa đấy. Ấy vẫn có lửa đây. Tây Ban Nha. LW. Rồi xong rồi, con nào đấy nhỉ, con này cùi cùi thôi. Ui rồi. Marcos Asensio nhận thấy anh Hải đấy, nhận thấy anh Hải đang chơi tem Real Madrid, em Phúc nhanh trí mở ngay con Marcos Asensio. Yes sir. Yes sir. Ui gói 96 mà ra con này là khét đấy. Đó. Rồi tới với gói tiếp theo đây, 98. Đúng không? 96 mà ra cái 118 rồi, gói 98 là khả năng phải thêm hai chỉ số. 120. Ui, Hà Lan. LB. Cày thế nhờ. 96 ra ngay quả 118 rồi, mở có 98 ra 114 à. Không đoán được, nó không đoán được thật. Lâu thế, lâu thế. Rồi, NTG nha, có ra NTG. Hà Lan NTG ST là chết tôi rồi, Van Persie rồi. Nope. 118. Không, con này nó, con này nó gọi là bình thường anh em ạ, con này bình thường nó không ngon trong gói này. Ơ nhầm nhầm, nhầm 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 nhầm. Ổn đấy, ngon đấy, ngon đấy. Nó đỡ hơn ra là sờ tem vật ghia ra. Đó, là như vậy, đỡ hơn, đỡ hơn, đỡ hơn. Ok, ba bụng đồ. Rồi, đây. Có một cái công thức, à không phải công thức, đó là một, có một cái mẹo, nó là một cái trick nho nhỏ, nó là như vậy. Thì anh em khi mà mở thẻ để thủ môn lên trên là không bao giờ ra thủ môn. Đấy, cứ thế mà làm. Đó, để thủ môn lên trên là không bao giờ ra thủ môn. Tây Ban Nha, CM. Ui, Xavi 117 à. Ôi giời. Cứ tưởng Xavi CM phải ra ở gói sau. Đấy, phải ra ở gói EVS hoặc là do gói này nó mới ngon. Trời ơi, cứ tưởng. Lại là một cái chích. Lại là một cái chích cũ. Đó là bỏ thủ môn lên trên. Đấy. Khi mà anh em mở thẻ mình bỏ cái thủ môn lên trên đấy là nó sẽ không ra thủ môn được. Yes sir. Đấy, lại Tây Ban Nha. Tây Ban Nha CM. Ui, ra môn rồi. Ngon mà. Ngon mà. 119 là ngon đấy, là ngon đấy, min của nó 116 nha, là ngon. Là ngon. Chê gì nữa, thấy được rồi chứ, được rồi, ngon mà. Đây mình phải lọc cái gói này nhé, tại vì gói này có công phúng đồ này nọ phải lọc chứ. Đấy, cũng ổn mà, đương nhiên, chợt nhận ra là 119 mà. Đấy, những gói sau mình mở hết đấy nhở.
Cái quan trọng là bao gói cuối mình mở ra mấy cái chỉ số 119, 120 rồi này nói là ngon. Min của nó là con Seedorf ấy. Min của nó là con Seedorf ra mất 100k. Nhận. Vẫn là một cái chiếc cổ. Bỏ thủ môn lên trên. Nghi gói này ra thủ môn của ta. Thật. Lumin 566 tỷ. Ok chưa? Hai gói gọi là hai gói gì nhỉ? Hai gói gọi là cap với EBS thôi là gần 1.000 tỷ rồi. Gần 1.000 tỷ rồi. Đấy. Tới gói cuối cùng là phải mồi đấy, gói là phải mồi đấy. Trước khi vô gói chỉ định là mình phải mồi đấy. Mình lùa gà. Đúng không? Bây giờ mình lùa gà, mình vô mình chọn đúng không? Mình chọn. Đó là mình sắp mở đúng không? Nhưng mà mình không mở, mình rời đi. Mình rời đi, sau đó mình làm gì? Mình vô mình mở những cái gói như vậy. Đó, là gà đang tưởng mình mở gói bắt tô bắt là kiểu gì, nó cũng cho cái gói này nó ra rất những con rất là cùi. Nó là một cái chít. Nó vẫn cùi, nó vẫn cùi, thật nó vẫn cùi. Nó vẫn cùi, nó vẫn cùi. Phô 113 luôn à. Chít lọ, làm ơn, đừng có chít lọ. Cái chít này sử dụng ok phết đây. Có lại lửa, sao nó lạ thế nhở, mở mấy con này hay ra lửa vậy. Messi viên tin 200 à? Nhận. Ui, mấy con này ra ảo vậy? Tận 114 à? Nope. Rồi, rồi. Rồi, rồi, giờ anh em mình mới vô mở bắt tu bắt. Đó, là bắt tu bắt xảy ra một con ngon. Rồi mồi như cái gì nhận lọc như lúc nãy nhá. Lúc nãy mình cũng đã lọc một lần rồi. Thì mình sẽ nhớ những cái tên lọc nó nhanh hơn. Vẫn như cái cheat cũ đó là anh em bỏ GK lên trên nhẹ nhàng thôi đó, anh em bỏ GK lên trên là nó sẽ không bao giờ ra GK bờ ra zin rồi 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 ui Ronaldo 121 800 tỷ trời ơi trời ơi mở gói này như vậy được rồi. Mở nó là như vậy được rồi chứ gì nữa. Ồ, không mở thẻ được hết nhờ. Ôi. Được hết nhờ. Chết xem sao. Thế là phải chết, thế phải chết xem. Ok, thì sau một vòng sự kiện của anh Hải thì mình đem về cho anh Hải tổng bao nhiêu nhá. Đầu tiên là Ronaldinho. Nó là 800. 1.300. 1.300 rồi cộng với lại 400. 400 đó là 1.700. 2.000. 2.200. 2003, 2004, 2.500 tỷ là cầu thủ mở ra thôi đấy. Nó 2.500 tỷ là cầu thủ mở ra thôi. Trời ơi, một vòng như vậy là quá ổn định luôn.